kia bao nhiêu câu ca tình nhân thơ than khắp thế gian nghe như con sông trôi nhẹ nào và anh buông lời bao nhiêu lệ trên bước chân để biết em ra đi không khi nào trở lại nói đi em bao xin gió trong đời oan trai mà sao em mang thân đi suốt cánh dài nói đi em bao nhiêu ân tình chúng Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khương Ngọc Trên tay mình đây là, là chiếc Nubia Music Và hôm nay mình sẽ gửi bạn video đánh giá chi tiết về những yếu tố liên quan đến Nubia Music này Ví dụ như thời lượng pin này, sau đó hiện đang chơi game nó như nào Và cho bạn nghe lại một nữa loa của em Nubia Music này nhá Tập biệt phần loa ngoài Bởi vì video hôm trước thì mình lỡ chỉnh âm của nó bị sai Thành ra bạn nghe sẽ tương đối khó chịu Video hôm nay chắc chắn lỗi đó sẽ không xảy ra nữa Còn bây giờ chúng ta cùng bắt đầu trong video ngày hôm nay Đầu tiên thì mình sẽ nói đến vấn đề đó là thời gian sụp pin của em Nubia Music này Đây chắc chắn là một cái vấn đề mà hết mọi người sẽ quan tâm khi mà lựa chọn mua mẫu smartphone Và với em Nubia Music này các bạn sẽ có viên pin đó là 5000 mAh Và với viên pin này chúng ta sẽ on screen được ở đây Như mình sử dụng nhá đó là 7 tiếng 7 phút nó còn 16% pin với cá nhân mình ấy, thì mình không đánh giá đây là một cái thời gian off screen nó quá trâu bởi vì thực tế với những mẫu máy sử dụng con chip nó tốt hơn ấy, thì thời gian off screen của nó có thể đạt đến ngưỡng cỡ khoảng từ 8 đến 9 tiếng con hôm nay nó sẽ chỉ rơi khoảng tầm là 7 tiếng mà thôi và nếu bạn on screen toàn bộ cái chỗ pin còn lại tức là 16% pin ấy thì nó sẽ rơi khoảng tầm là 8 tiếng 35 phút. Cái phần mềm này thì mình đã dùng tương đối nhiều rồi và mình thấy rằng kết quả của nó cũng sẽ tương đối chính xác. Đồng thời thì mình cũng đã check trong cái phần cài đặt của máy nha thì nó đã hiện on screen khi mà còn 16% pin đấy, nó sẽ là 7 tiếng và 10 phút. nhưng tác vụ mình sử dụng ở đây gồm có Netflix này, chơi PUBG này, TikTok, YouTube, Shopee hay là mình chơi cả Facebook cũng là đủ các thể loại luôn. Với cái nhân mình thấy rằng đây là một thời gian on screen nói chung là vừa đủ để chúng ta sử dụng một ngày. Còn nói về sạc đấy thì rõ ràng em này sẽ không phải là sạc quá nhanh nhá Nó sẽ chỉ có tầm là 10W mà thôi khi bạn cắm vào Đôi lúc mình thấy rằng nó sẽ hiện loanh quanh khoảng là 9W gì đó Và để mà sạc đầy viên pin này các bạn sẽ cần từ 2 chuyến 3 tiếng thì chúng ta mới đầy được và dĩ nhiên cái yếu tố pin của nó không quá trâu như mình nói ấy. Nó ảnh hưởng lớn đến từ một yếu tố đó chính là con chip còn bạn ạ Khi mà đây chúng ta có chip đó chạy Unisoc SC9863A và đây là một con chip sản xuất trên tiến trình tối trẻ 28 nanomet Và rõ ràng đây là một tiến trình tương đối là cũ rồi Vậy nên với viên pin 5000mAh nó sẽ chỉ on screen được như vậy mà thôi Bây giờ mình sẽ nói đến kỹ hơn một yếu tố Đó chỉ là khả năng chơi game cũng như là khi chúng ta sụp các tác vụ bình thường Nó sẽ như nào Đầu tiên nói đến game trước đi Với em này thì bạn vẫn sẽ chơi được những tựa game Ví dụ như mình chơi liên quân hay mình chơi Free Fire đều được luôn Cụ thể mình đã test với tựa game đó chỉ là Free Fire với Free Fire ấy, thì mình chơi mức đó chỉ là 40 FPS thì như bạn thấy nó sẽ đạt FPS trung bình đó chỉ là và khi mà chúng ta chơi sẽ có những đoạn drop FPS nhất định nha các bạn có thể cảm nhận được luôn nó sẽ rơi khoảng tầm là 23 24 FPS gì đó khi mà nó drop đến lúc drop mạnh nhất còn lại thì mới rằng nếu mà chơi Free Fire ấy, thì cũng tương đối là ổn và ở đây nếu xét yếu tố điện năng tiêu thụ ấy, thì em này sẽ ăn có là 3,1 quả điện trong tựa game này Còn với tựa game liên quân mình khuyên bạn chúng ta chỉ nên chơi mức đó chỉ là 30 FPS mà thôi Và các bạn có thể nhìn vào cái biểu đồ mình đã test đây nhá Với mức 30 FPS em này vẫn khá là ổn Tuy nhiên sẽ có một số đoạn nó bị hiện tượng drop và cụ thể khi drop ấy, nó sẽ xuống sâu nhất của tầm là 26 FPS và cái FPS trung bình mình đạt được đây đó chỉ là 26,5 nguyên nhân của việc em này chỉ có 26,5 FPS đó chỉ là khi mình chơi hết một game rồi qua một cái màn khác ấy, thì nó lại lốt lại và lúc này FPS của nó sẽ giảm xuống còn về yếu tố điện năng tiêu thụ với tựa game liên quân này thì mình thấy rằng nó sẽ rơi ngỡ tầm là 2,7 quá điện nói chung với 4 game ram trên này các bạn vẫn có thể chơi được những tựa game nhẹ nhàng nhiều liên quân hoặc free fire với mức setting cơ bản là thấp và rõ ràng với yếu tố chỉ có 4 GB RAM cũng nhờ việc bạn sở hữu có con chip sản xuất trên tiến trình cũ ấy thì mình thấy rằng với những tác vụ bình thường chúng ta cũng sẽ gặp hiện tượng giật lag cái này là chắc chắn rồi bởi vì thực tế mình nói với những mẫu máy điện thoại tầm giá 3 triệu đổ lại mà cấu hình của nó không quá cao đã thế còn có 4 GB RAM ấy thì cái việc giật lag khi mà chúng ta vuốt quá nhanh ấy nó là sẽ có các bạn nhá nhưng mình cũng đã tìm được cách khắc phục của em này đó chính là việc khi mà đây thay vì các bạn chạy cái lăn chờ gốc các bạn có thể cài thêm những cái lăn chơi của Google vào hay là những cái lăn chơi nó gần như thuần Google nhá thì trải nghiệm của nó sẽ mượt hơn rất là nhiều. Cụ thể ở đây mình có cài cái lăn chơi nhá và thực sự cái này nó là giao diện gần như thuần Google. Thế nên mình nghĩ rằng những cái animation của nó sẽ mượt mà hơn đáng kể nếu mà so sánh việc các bạn chạy cái lăn chơi gốc. Vậy nên nếu bạn nào muốn trải nghiệm mượt mà hơn ấy thì mình nghĩ rằng các bạn nên cài cái này. Và mình nghĩ rằng với cái lăn này ấy, thì nó sẽ ăn ít RAM hơn một chút nếu mà so sánh là cái lăn chơi gốc. Còn bây giờ thì mình sẽ nói kia một chút về phần mức giá nhá. Em này hôm trước mình làm ấy, niêm yết của nó còn tầm 2 ,3 triệu 3, nhưng thực tế mà qua cái đợt vừa rồi ấy, nhiều anh em đã săn được em này với mức giá chỉ còn tầm là 1 ,9 triệu 9, 2 triệu mà thôi. Vậy nên có thể nói em này một cái sản phẩm mức giá của nó tương đối rẻ nhá. Nếu mà so sánh mức giá niêm yết trước đó, có tầm 2 triệu đổ lại thì bạn mua nó hoàn toàn hợp lý. Thế nên với những cái đợt sale mạnh nhất ấy, chắc chắn sẽ là mùng 9 tháng 9, 11 tháng 11 hay là mùng 10 tháng 10 các bạn mua đợt này nó sẽ có mức giá hấp dẫn hơn rất là nhiều và với mức giá này thì điểm mạnh của em nó đó chính là việc chúng ta sẽ có bộ nhớ trong lên 128 GB để bạn lưu trữ một cách thoải mái hơn. Nhất là khi các bạn mua mẫu máy này dành cho bố mẹ hoặc người thân được thì bộ nhớ 128 GB nó sẽ thoải mái hơn đáng kể nếu mà so giấy ở những mẫu máy chúng ta chỉ có bộ trong có tầm 64 GB thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ trả lời một số câu hỏi dành cho các bạn. Đó chính là việc em này trang bị hai cái rắc 3.5 mm để làm gì? Thực tế nói nhà suốt họ định hướng việc em này có thể chia sẻ nhạc, tức là hai người cùng cắm cái rắc 3.5 mm vào đây, tức là chúng ta có hai cái tai nghe thì mọi người có thể nghe một bài hát đồng bộ với nhau. Đó là mục đích chính của nó. Đó là một ý tưởng tương đối hay nhưng thực tế mà nói mình rằng thời điểm hiện tại rất nhiều người đã chuyển qua những mẫu tai nghe Bluetooth rồi, còn để bằng tai nghe bằng rắc 3.5 mm sau đó chia sẻ cho người khác ấy, nó tương đối ít luôn. Vậy này ý tưởng thì hay nhưng thực tế mà nói thời điểm hiện tại nó không còn phù hợp nữa còn về phần loa ngoài sao? Sau đây mình cho bạn nghe lại một đoạn được phát bằng em đó là Nubia Music này. Nói chung với loa của em Nubia Music này thì mình nhớ rằng nó to thôi chứ để mà hay ấy, rất là khó luôn Bởi vì loa của nó không chỉ đến từ những yếu tố chúng ta to mồm mà phải đến từ những yếu tố ví dụ ở chip xử lý âm thanh này so chất lượng màng loa này sau so đó là độ tinh chỉnh cái thứ vân nó rất là khó với một em máy chỉ cỡ khoảng tầm là 2 triệu như thế này và nhiều bạn đặt trong mình câu hỏi liệu loa của em Nubia Music này nó hay được hơn nếu mà so sánh với em Xiaomi 10S hay không dĩ nhiên câu trả lời là không rồi bởi vì sao bởi vì em Xiaomi 10S nó là một mẫu máy thuộc hàng flagship đã thế tinh chỉnh bởi những hãng lớn. Thêm vào đó chúng ta sẽ có những cái con chip xử lý âm thanh đến từ những cái mẫu máy cũng như là những con chip như cả 870 hạn. Nó xịn hơn rất là nhiều nếu mà so sánh ở một con chip tiến trình 28 nanomet như thế này. Vậy nên để em nói loa ngoài của em Nubia Music này nhá, nó sẽ phục vụ cho nhu cầu chúng ta nghe nhạc cơ bản rồi các bạn không yêu cầu quá cao âm thanh. Tên của em này là Nubia Music nhưng mình thấy rằng nó sẽ phục vụ nhu cầu phát nhạc cơ bản chứ để nói phát nhạc nâng cao trải nghiệm nhạc chiêu thiêu nhạc nó rất là khó còn nói về những yếu tố khác, ví dụ như ở phần màn hình chẳng hạn đây nhá, thì đây sẽ là một điểm cộng với một em máy các bạn mua được mức giá khoảng tầm là từ 2 triệu. Khi mà các bạn sẽ có một cái màn hình đục lỗ này, chúng ta dần số kết cao 9 nhạc, đây có thể còn một lợi thế nếu mà so sánh với những máy khác chỉ số màn hình giọt nước. Tất nhiên các bạn bắt buộc phải chịu những yếu tố ví dụ như ở phần viền màn hình tương đối dày này. Sau đó là chúng ta sẽ có một cái màn hình IPS LCD, chất lượng của nó nói chung là mức trung bình thôi, không thể nào mà cao được nhưng riêng về khoản thiết kế mình thấy rất cao em Nubia Music này đơn giản bởi vì đây có thể coi một máy nó sở hữu mặt lưng kính tầm giá 2 triệu và thiết kế này thực sự bắt mắt đối với cá nhân mình Chưa cả cái phần đèn led này nhá nó nhấp nháy các kiểu đại điểu khi mà chúng ta xem trong điều kiện chụp đêm luôn và mình khuyên các bạn chúng ta nên mua những mẫu máy chính hãng bởi vì hôm trước ấy có một anh giai đã liên hệ mình hỏi việc đó chỉ là tinh chỉnh loa em này như nào bởi vì anh ấy mua phải một cái mẫu máy xách tay mà mức giá của nó không hề rẻ cứ khoảng tầm là bốn triệu cơ trong khi đó với một mẫu máy chính hãng như này mức giá của nó sẽ chỉ còn tầm là hai triệu thôi rẻ bằng một nửa các bạn ạ và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với bạn về em Nubia Music này với mức giá 2 triệu ấy. Bạn nào mà thích một cái mẫu máy độc lạ sau đó là loa to ấy thì bạn có thể lựa chọn em Nubia Music này. Chưa kể nó sẽ là một cái mẫu máy hiếm hoi trong tầm giá này. Chúng ta có cái NFC nữa nhá. Và do em này hạn chế phần cơ hình, thế nên nếu muốn nó mượt mà hơn, khuyên bạn chúng ta cài những cái lăn bên ngoài nó sẽ ok hơn đáng kể về phần animation. Các bạn có có bất kỳ câu hỏi nào về em Nubia Music này thì hãy để lại ý kiến bên dưới. Còn bây giờ xin chào hẹn bạn trong các lần sau. nhóm like, subscribe ủng hộ kênh của nha. Bye bye.